Hôm nay là 9 tây tháng 4, là hôm nay là lễ vía Quan Âm ở chùa Chiếu Kiến. Đây là trước cổng trước của chùa nè, đây là mặt trước của chùa. Kế bên là bãi đậu xe của chùa. Các vị dù các vị Phật tử ở xa mà muốn tới đây, ở đây là chùa Chiếu Kiến đây, để ra một lát mình sẽ bỏ địa chỉ lên cho các vị biết. Đây là bãi đậu xe đây của chùa. Đây mình đi vô đây. Đây đường vô đây. Đây là phòng Quan Âm. Đây gì sáng, đây là phòng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Dạ, phong chưa, nó chưa qua, chắc cỡ từng tế nữa, cỡ 2 tuần nữa qua. Đây là chánh điện. Gì sáng sư cô dạ dạ gì sư cô sao Đây là chỗ thầy tụng kinh. Thank you.
Chào sư cô. Bây giờ mình đi là xuống phòng ăn của chùa đây. Đây là phòng ăn của chùa đây. Hôm nay là mình ăn bún với là cơm. Để hay gì? Không có không gặp. Không phải đi kêu nhưng mà tôi không tao. Em xin ngắm chồng người chính con người chính nhé. Mọi người chạy xin mọi người chạy các bạn.